Ngày hôm qua, ngay từ sáng sớm, tại cái đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đã có hàng nghìn khách du lịch. Không chỉ có người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mà du khách từ nhiều tỉnh thành khác đều tập trung về đây để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm. Đây là thời điểm hoa hướng dương nở rộ và đẹp nhất. Với diện tích rộng 100 ha, cánh đồng hoa hướng dương được trồng thành nhiều thửa ruộng, có lối vào nên rất thuận tiện cho các du khách tham quan. Ngoài việc ngắm cánh đồng hoa hướng dương, các tour du lịch đến đây cũng nhằm quảng bá xúc tiến các địa điểm du lịch thương mại khác tại Nghệ An.